bây giờ 2 giờ đêm mà mình lại đói tiếp rồi. Có pizza này, pizza thịt nướng, pizza tiện lợi à? Mình là một đứa thích ăn thịt nướng, cho nên là pizza thịt nướng. Em này sẽ là 130.000, mình tính là 7 inch cho một người ăn. Ở cái xóm này, nấu chi không dầu, còn nướng hoặc là dùng chảo. 1, 2, ui này, siêu chất lượng mọi người ạ. Sẽ bỏ em này trong lò vi sóng cho khoảng 2 phút 30 giây. Mọi người order nhạc đi ạ. Để cho người đang ngồi mọi người ạ. Là mình sẽ hát cho mọi người nghe thôi chứ mình không nhảy. Xuân xuân ơi xuân đã về. Hơi nóng mọi người ạ. Vậy hơi nóng. Mọi là quá nóng. Bữa ăn lúc 2 giờ sáng. Bánh pizza một người ăn. Ui nóng quá. Nóng không sợ nóng. Wow. Cái thịt này vị như là thịt bò xào hành tây ở Việt Nam luôn. Cái đế bánh bị hơi khô.